Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, tiếp tục thì ngày hôm nay Khánh Béo TV xin được cập nhật lễ tang đau lòng. Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Khánh Béo TV của chúng tôi ngày hôm nay. Thì như thường lệ, lần đầu tiên cho phép Khánh Béo TV xin được chúc cho các quý vị có thật là nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và bình an cho cuộc sống như mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì tiếp tục ngày hôm nay, Khánh Béo TV đã cập nhật phần 2 lễ đưa tang đưa em Thùy Dương về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì em Thùy Dương sinh năm 1994, không may em đi làm ăn ở bên nước ngoài và đã gặp tai nạn giao thông và cũng đã được toàn thể anh em bạn bè đưa tới bệnh viện, cũng đã được các y bác sĩ rất tận tình cứu chữa. Xong vì vết thương quá nặng, em đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng trở về với tổ tiên. Kính thưa quý vị, em làm ăn bên nước ngoài được một thời gian dài và hiện tại công việc làm ăn đang rất ổn định. Nhưng không may số phận nghiệt ngã, em đã trở về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau đây thì phần 2 lễ đưa tang em Thùy Dương diễn ra như thế nào? Khánh Béo TV xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Kính thưa toàn thể các quý vị và các bạn, tiếp tục thì ngày hôm nay Khánh Béo TV xin được cập nhật lễ tang đau lòng của em Thùy Dương. Em Thùy Dương sinh năm 1994. Em hiện tại đang làm ăn và sinh sống bên nước ngoài. Cũng vì điều kiện gia đình mà em phải đi làm ăn xa. Nhưng không may em đã gặp tai nạn giao thông. Mặc dù đã được toàn thể anh chị em bạn bè đưa tới bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, Thùy Dương đã không qua khỏi và chút hơi thở cuối cùng nay đã trở về với tổ tiên. Kính thưa các quý vị, em Thùy Dương sinh năm 1994, nguyên quán Vinh Quang, Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Em trú quán tại tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Kính thưa quý vị, đây cũng là một tổn thất quá lớn lao đối với gia đình của em ngày hôm nay. Thương cho các con hiện nay vẫn còn quá nhỏ, mà nay mẹ đã vĩnh viễn rời xa nơi này, không bao giờ trở về với các con được nữa. Biết bao nhiêu những năm vất vả bươn chải với cuộc đời để mẹ nuôi cho con được đến ngày hôm nay. Từng ngày từng tháng, con trai vẫn mong mẹ từ nước ngoài trở về để được bên vòng tay yêu thương ấm áp của mẹ, để mẹ dạy bảo cho các con biết bao nhiêu những điều hay lẽ phải. Nhưng giờ đây thì mẹ đã vĩnh viễn rời xa, không bao giờ mẹ trở về với con được nữa. Xót xa vô hạn. Vậy là kể từ nay âm dương cách biệt, chẳng bao giờ được bên vòng tay yêu thương của mẹ. Mẹ ơi, chúng con chỉ mong rằng cho mẹ được nạn khỏi tai qua, để mẹ có thể sống ở nhà, mẹ chăm lo cho con của mẹ. Mẹ có biết không, biết bao nhiêu người nay đã trở về đây để cùng nhau đưa tiễn mẹ nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời, để sau này vĩnh viễn con không gặp lại mẹ nữa. Xót xa quá mà con không biết làm sao được. Ai đến đây cứ nhìn di ảnh và nhìn con, họ lại khóc vì thương cho hoàn cảnh của mẹ con mình
nay đã phải chia lìa, ngăn cách đôi nơi. Mẹ ơi, thế là kể từ nay, không bao giờ chúng con có thể nhìn thấy mặt mẹ, không thể nghe được những nụ cười, tiếng nói của mẹ như ngày nào được nữa. Con chỉ cầu chúc cho mẹ mãi mãi thanh thản, ra đi mẹ về cõi vĩnh hằng, yên giấc nghỉ ngàn thu. Hãy phù hộ độ trì cho con, cho ông bà, cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, bình an. Cảm ơn tất cả các quý vị trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cho kênh. Quý vị hãy ấn đăng ký kênh, like, chia sẻ và đừng quên nhấn chuông, và đặc biệt là để lại những lượt bình luận để cầu nguyện cho Thùy Dương về nơi an nghỉ cuối cùng được ngàn thu an giấc. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây thì chương trình lễ đưa tang em Thùy Dương về nơi an nghỉ thì Khanh Béo TV xin được kính mời tất cả các quý vị và các bạn trong và ngoài nước, chúng ta hãy cùng theo dõi video. Oh.
Thank you.